Thưa quý vị, theo thông tin cập nhật từ Bộ Y tế, từ 17 giờ ngày 17 tháng 10 đến 17 giờ ngày 18 tháng 10, cả nước tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới COVID-19 tại 45 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.261 ca ghi nhận trong cộng đồng. Tính từ 17 giờ ngày 17 tháng 10 đến 17 giờ ngày 18 tháng 10, Việt Nam ghi nhận 3.168 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 9 ca nhập cảnh và 3.159 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày, có 1.136 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và có thêm 75 ca tử vong được ghi nhận. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 867.221 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 792.980 ca. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Theo báo cáo của Sở Y tế Phú Thọ, từ ngày 13 tháng 10 đến 18 giờ ngày 18 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã phát hiện 123 trường hợp mắc COVID-19, trong đó thành phố Việt Trì có số ca mắc nhiều nhất là 107 ca. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương có dịch căn cứ tình hình thực tế để khoanh vùng hợp lý, thần tốc truy vết, xét nghiệm nhanh sớm, khống chế được dịch bệnh và duy trì các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân để lây lan dịch bệnh tại trường tiểu học Chu Hóa và trường trung học cơ sở Chu Hóa, cương quyết xử lý kỷ luật nếu không tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao, nguy cơ dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng là rất cao. Theo đánh giá cấp độ dịch, toàn tỉnh Phú Thọ ở cấp độ 2, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì ở cấp độ 4 có nguy cơ rất cao. Vâng, còn tại tỉnh Nam Định, trong ngày hôm nay đã ghi nhận 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 20 ca mắc COVID-19 cùng ở thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên. Tất cả những ca bệnh này đều liên quan đến bệnh nhân 864.619, là nữ, 54 tuổi, người bị phát hiện mắc COVID-19 khi đi khám bệnh ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vào ngày 17 tháng 10. Theo chính quyền huyện Ý Yên, ổ dịch mới này rất phức tạp, lây nhiễm sâu trong cộng đồng. Các bệnh nhân có lịch sử tiếp xúc phức tạp. Vì vậy, huyện đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế gồm toàn bộ thôn Đằng Động, xã Yên Hồng với 360 hộ dân, 1.443 nhân khẩu và cụm dân cư xóm mới, tổ dân phố 2, thị trấn Lâm gồm 70 hộ dân, 290 nhân khẩu. Tạm thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cao hơn cấp độ 3 đối với toàn bộ địa bàn xã Yên Hồng và thị trấn Lâm, tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu, tạm dừng hoạt động các chợ dân sinh nhiều xã trên địa bàn huyện để bảo đảm công tác phòng chống dịch. Trong ngày 18 tháng 10, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch ở huyện Ý Yên, yêu cầu các sở ngành chức năng tập trung tối đa trong công tác chỉ đạo phối hợp với huyện Ý Yên, tiến hành xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, khẩn trương khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, hơn 15.000 học sinh các cấp ở 7 xã phường của thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phải dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo thông tin từ ngành giáo dục thị xã Bỉm Sơn, tính đến thời điểm này đã có 37 học sinh và giáo viên trên địa bàn mắc COVID-19, trong đó có 34 học sinh. Ngành đã cùng với các đơn vị liên quan truy vết được 2.455 F1 là học sinh và 304 F1 là giáo viên. Hiện do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên việc tổ chức dạy học trực tuyến cũng chưa được thực hiện. Thưa quý vị, để có cái nhìn tổng thể toàn diện về nghị quyết 128, tư duy và sự chuyển hướng chiến lược của chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như việc đưa nghị quyết vào thực thi hiệu quả trong cuộc sống, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đã tổ chức tọa đàm nghị quyết 128 hướng tới bình thường mới với sự tham dự của các vị khách mời là lãnh đạo các bộ ngành địa phương và các chuyên gia. Nghị quyết 128 về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 được dư luận người dân đánh giá cao và cho rằng đã tạo ra bước ngoặt trong tư duy, cách thức mới trong phòng chống dịch. Chính sách chống dịch sẽ quy về một mối, thống nhất trong toàn quốc, phá vỡ tình trạng đóng băng trong sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động kinh tế xã hội ở một số nơi trong thời gian vừa qua, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới.
Tuy nhiên, có nhiều tỉnh thành trong cả nước đã có những quyết định không thống nhất, thiếu đồng bộ, gây phiền hà trong việc đi lại của người dân. Tại buổi tọa đàm nghị quyết 128 hướng tới bình thường mới, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia đã phân tích, làm rõ hơn những thông tin, nội dung cụ thể liên quan đến nghị quyết 128, đồng thời đưa ra các ý kiến để thực hiện nghị quyết 128 được thông suốt từ trung ương đến địa phương.